Người mình tên là Bảo Trân, hiện nay mình đang ở Sài Gòn và mình 31 tuổi. Mình ở đây hiện thân cho 30 không phải là hết, và làm mẹ không có quyền, không thể nào là các bạn không thể theo ước mơ của các bạn được. Just do it and follow your dream. Một tràng pháo tay cho Nguyễn Hồng Bảo Trân với chiều cao 1m65, cô đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đón xem tập đầu tiên của chương trình Gương Mặt Người Mẫu Việt Nam, The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20h30 Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 4 tháng 6 năm 2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Multimedia GSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/The Face Việt Nam Official. The Face Việt Nam.